Chào các bạn nha, mình Dũng Chiến đây. Chào mọi người nha, mình Phương Thảo đây. Đây, hôm nay Chiến đưa cả team đi khu nghỉ dưỡng resort ở bên nó phép đây anh em ạ. Đây cả team đưa cặp đôi yêu đương này đi chơi đấy. Em đưa cả team đi. Các bạn. Mấy gì Chiến đưa? Không anh ơi. Tiền quên tiền đây, hôm nay Chiến đưa cả team đi mọi người nhá. Đây đang là đưa nhưng mà hôm nay độc ít người quá, đi sớm quá mọi người ạ. Chỉ chưa có ai mà đâu. Nhiều cái hay lắm mọi người ạ. Đấy. Chắc lắm mọi người ạ. Đi sớm quá nên chưa có ai. Đấy, đây là cái gà dù. Đây là canh ma là canh. Đây là Đức Vlog. Còn đây là Sơn Chuột. Còn đây là Thảo Bớp. Đấy, Thảo Bớp nhá. Không có gì vui. Tí nữa sang bên kia chơi nhỉ? Bắt cá đây. Lượn thằng tí nữa mùa đông mình sang bên kia chơi nhỉ? Bắt cá đây em ơi. Tí nữa sẽ có nhiều trò vui mọi người nha. Chị sẽ quay cho quay cho mọi người xem nha. Bơi mình kia. Yeah. Ok nha mời, giờ đây là có trò chơi rồi. Đây ở đây đua xe nhỉ? Đây đua xe anh em ạ. Xe anh em. Đây ta sẽ đâm xe. Đúng không? Chúng mày tìm kiếm đây đi. Nắp đeo kính vào chắc anh em. Đúng rồi. Nhá, bây giờ chúng sẽ đã lên xe để đua xe mọi người nhá. Đây hỏng rồi. Đi ra đi anh em. Thôi. Xe đỏ đi cam đi. Thế này. Thế này đi. Thế này đi. Lên thế này. Thảo đi thế này đi. Tháo đây để chú bật điện đi. Đây là kia đi, kia rồi. Đi rồi, đi rồi. Mày bay đi. Đi, đi. Lên lại không? Thôi, đi lại không đấy? Không biết lại à? Đi cầm mày quay đi. Lên lại bắt tôi bao giờ không? Vừa nãy là đi ô tô, bây giờ chọn xe lên cái trò bảo hiểm mọi người nhá. Đây, đấy, cao chưa? Cả team lên luôn này em ơi. Đấy, cả team lên luôn nhá mọi người nhá. Đúng không anh em? Này anh em ở đâu cầm này? Ok mọi người, đây lên xe rồi. Lên xe rồi. Lên xe rồi. Thôi. Ôi. Lên xe rồi, lên xe rồi. Wow. Mát đi. Mát quá. Ôi, hôn đi qua mọi người ạ. Chúng cảm giác mạnh nhờ. Sợ quá. Trong mắt nhờ. Tháo ơi. Ôi, đừng ra đá các bạn ơi. Anh béo ơi, đá các bạn rồi. Hả? Mẹ.
em quay rồi Thảo ơi. Em nghĩ là đang quân rồi. Sợ quá mọi người ạ. Sợ quá. Không nghe đâu, không chơi ở này đâu, bị sợ quá. Mọi người. Thôi thế này thôi thì bị sợ lắm. Thế thôi. Ok ok ạ. Cảm giác sợ quá. Nhiều thằng đái quần rồi ạ. Có thằng nào đái quần không? Em gần đái rồi. Thả đái quần chưa? Đái rồi. Anh chậm đái quần. Em sợ quá. Sợ quá. Ủa, em tháo ra này. Lên. Ôi ôi. Thôi đi chỗ khác rồi. Còn này sợ lắm rồi ạ. À, nguy hiểm. Ok, mọi người sẽ vào xe. Bây giờ bọn team mình sẽ vào chơi nhỏ. Cho cầm cỏ. Quay gái quay. Ok anh em ơi, không chơi nữa, giờ lên trên này ngắm ảnh mọi người ạ, vận động này, ra trường. Thảo đi đâu rồi? Nhanh thế. Đã chụp cho, đã chụp ảnh rồi. Nào, cho ai dáng nào. Có dáng. Mày đi bắt nó cầm nữa, nào. Nào. 1, 2 mà thật. Thật đấy. Thật đấy. Mà đi mà sợ đau đâu mà như em. Dạ phết nhỉ. Hả? Sao? Con nghe sao con xem kia luôn ở ngoài. Thì ra, thì quay ra. Quay sang hồ nhá. Tí nữa chuyển sang bia chuyến bơi nhá mọi người nhá. Thằng kia. Chuyến nhảy xuống cái hồ này bơi. Hay đấy. Hay luôn. Đấy chính là sang cái đi cái con này con vịt này. Đây sang kia đi đi. Ok mọi người nhá, bây giờ chỉ cả team chúng sẽ vào đi tàu nhá. Ờ chiếu giờ. Đang chơi. Đang chơi. Đang chết luôn. Tàu ở trong nhá. Nào lên. Thế nào? Lên đây, anh ơi! Ôi, cắt đấy! Nó cắt xuống đấy! Cắt điện thoại đi! Nó sợ lắm! Cắt điện thoại đi rồi đấy! Thôi đùa đâu! Đâu phải đùa đâu! Đừng lấy cáo thế! Tao muốn về với mẹ! Tao muốn về mẹ! Tao muốn về mẹ! Cắt điện thoại đi! Thank you.
về rồi. Con đi tiếp ạ. Con đi vòng nữa. Đây. Vòng này sợ lại rồi. Cứ điện thoại đi. Tao muốn về với mẹ. Say nhở? Say mà nhở? Thật giác nào em ơi? Sơn này. Mẹ mày lộn quá. Con này nó xoay nó ghê à? Ôi. Ôi mà. Ôi xuống đi anh ơi. Anh ơi. Chóng mặt quá. Nhờ là anh nhanh hơn lên đảo. Chóng mặt quá. Chóng mặt quá mọi người ạ. Ừ. Choáng đầu luôn. Chuyển đang chạy trong cân. Để mọi người nhá, sẽ tiếp trò này nhá mọi người nhá. Đu quay này, đu quay cả trong mạng nhà xuống. Tưởng như là bắt đấy lăng, bắt đấy ngoài mà chết. Thế nhìn gì cả? Không sao, trò này bình thường. Lắc nhẹ thôi, lắc nhẹ tèo ơi. Trò này phê nhưng mà không chóng mặt trò bên kia. Ok mọi người, bên này trò này. Trò này nó kiểu cảm giác nó rơi ra ngoài ấy. Nhưng mà máy quá rồi. Cái mẹ con được vài 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 vài. Quay người sẵn ra em xem nhé. Sao thế? Sao thế? Ok em ơi, không chơi trò máu hiểm nữa, tao đầu quá, chóng mặt quá. Đới người rồi, cả lũ đới rồi. Lấy vé đi em. Bây giờ đi chơi trò máu, trò đạp vịt cho nó vui mọi người ạ. Đùa nhá, đùa nhá. Ok mọi người nhá, lên thuyền nào. Đâu đi. Ôi, mày thủng à? Thủng nước này mọi người này. Đừng bảo là tí nữa tao quay, tao không nhảy được đâu. Lên. Lên nào. Tao mày lên em. Mày lên, mày lên. Cố lên, cố lên cho con nó khỏe. Đi về. Đợi tí. Mỏi quá. Đợi tí. Ok nha mày, bây giờ chị em mình sẽ vào trong động tình nha mày quá. Động tình này là động tình dưới. Động tình. Mà đâu. Không ma đâu. Ôi, anh đẹp phê rồi đấy. Vào đây mát lắm, vào đây mát lắm. Ôi, thứ hai đó. Nhà ba, nhà ba, nhà ba, nhà ba, nhà ba. Anh không mời em mà.
của mà. Ôi, em đi học phải không? Wow. Đẹp lắm anh em ạ. Anh em đọc chữ gì không? Có ba cái quạt à? Ô mát đi. Mát không? Thi không? Không đâu. Có ai đây không? Có ai đây không? Tôi có đơn quá. Đi đâu mày hả? Đi tiếp nha, nhìn em. Wow, đẹp nhờ. Đẹp lắm. Chưa? Ở đâu quá? Đẹp nhờ. Wow. Đẹp lắm. Có lại ra đây rồi. Thôi. Mệt quá. Đợi giờ tem đi ăn đã, nghỉ ngơi gì đã. Không có sức mà tắm đâu. Mệt quá. Ok các bạn ơi. Một ngày mệt mỏi. Cho nên là gần 2 giờ mọi người ạ. Giờ thì chắc là không chơi nữa, bởi vì là hết trò rồi. Mệt quá. Chuẩn bị về thôi mọi người ạ. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip của Chiến nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip của Chiến nha. Nếu cảm thấy video này hay nhớ like, chia sẻ nha và đừng quên đăng ký kênh của Chiến nha. Chào mọi người, bye bye. Cảm ơn chào mọi người nha, bye bye. Thả ơi. Chào mọi người đi. Đừng like, đừng đăng ký kênh, chỉ xem thôi.